Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Trong phần 2 là chương trình tưởng nhớ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bài nhận định thời sự Người Việt được gì với thông kiếm Hà Nội do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng thế giới thông tin về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn để bán thương hiệu Hà Nội thành phố vì hòa bình và Việt Nam là nơi hòa giải. Nhưng hòa bình theo nghĩa không còn chiến tranh hay nơi là nguồn gốc của chiến tranh huynh đệ tương tàn của người Việt Nam. Và liệu Việt Nam có thật sự là nơi hòa giải của dân tộc Việt Nam hay chỉ là chỗ dừng chân tạm thời cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019 để họ bàn về khả năng giải giới vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và chấm dứt vĩnh viễn lo ngại tái diễn chiến tranh Hàn Quốc. Lý do Việt Nam được chọn theo ý của Mỹ và cá nhân ông Trump vì Bắc Hàn có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, nhất là Việt Nam và Mỹ từng là thù địch trong chiến tranh mà họ đã biết quên đi quá khứ để bắt tay hợp tác phát triển kinh tế, biến Việt Nam chậm tiến thành một quốc gia có mức phát triển kinh tế cao ở Đông Nam Á. Vì vậy, ông Trump đã công khai, nói nếu Chủ tịch Kim từ bỏ vũ khí nguyên tử, thì sẽ có cơ hội để phát triển kinh tế giống như Việt Nam và Mỹ sẵn sàng ủng hộ. Báo Dinh Đốt VN viết, ông Trump gọi mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam là ví dụ về những gì Triều Tiên có thể trở thành nếu nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đây là cuộc họp lần thứ hai giữa Mỹ và Bắc Hàn về triển vọng vãn hồi hòa bình cho nhân dân hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Cuộc họp Trump Kim lần thứ nhất đã diễn ra tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018, nhưng không đem lại kết quả cụ thể nào. Cuộc chiến Nam Bắc nên biết cuộc chiến Hàn Quốc bắt đầu ngày 25 tháng 6 năm 1950 bởi cuộc xâm lăng miền Nam có vị tuyến 38 chia đôi lãnh thổ của 75.000 quân chính phủ miền Bắc khi ấy là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Nga Xô so hậu thuẫn. The Democracy People Republic of Korea có miền Nam Cộng hòa Đại Hàn The Republic of Korea được lực lượng có 16 quốc gia Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo đã phản công và kết thúc cuộc chiến ngày 27 tháng 7 năm 1953. Cuộc chiến tuy chỉ dài hơn 3 năm, nhưng đã gây thiệt hại nặng nề về người và cho cả đồ bên. Về quân lính, căn cứ theo Bách Khoa Toàn Thương Mở, Hoa Kỳ chết và bị thương 128.650, mất tích 4.757.

Tuy chiến tranh giữa người Hàn đã kết thúc 66 năm, tính từ năm 1953 đến năm 2019, nhưng hai miền Nam Bắc vẫn trong tình trạng chiến tranh vì chỉ có hiệp ước ngưng bắn mà không có hiệp ước hòa bình. Vì vậy, có khoảng 28.000 quân Mỹ thường xuyên đồn trú ở Nam Hàn để đề phòng cuộc tấn công của Bắc Hàn. Nhưng đe dọa lớn nhất không ngừng cho Nam Hàn mà cho cả Nhật Bản và Hoa Kỳ là số vũ khí nguyên tử Bắc Hàn đã chế tạo và tàn trữ. Số này ước tính của Tây Phương là trên 60 vũ khí nguyên tử, kể cả loại hỏa tiễn có tầm bắn xa 13.000 dặm. Trước khi có cuộc họp ở Singapore tháng 6 năm 2018, thỉnh thoảng Bắc Hàn vẫn cho thử nghiệm các hỏa tiễn mới bắn về phía biển Đông Nam Á giữa Nam Hàn và Nhật Bản, khiến cho thế giới lo âu và là nguyên nhân Bắc Hàn bị Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu cấm vận. Vì bị thế giới cấm vận cộng với nền kinh tế lạc hậu, nên Bắc Hàn phải sống nhờ vào viện trợ, nhiên liệu và khí đốt từ Trung Hoa. Các nhà kinh tế độc lập ước tính Bắc Hàn có trên 25 triệu dân, nhưng kinh tế thuộc hạng kém mở mang, tùy thuộc phần lớn vào hầm mỏ. Ông Ri Yong-ho, một viên chức kinh tế cao cấp của Bắc Hàn đào thoát, tiết lộ tại một cuộc họp của tổ chức The Asian Society tại New York năm 2017 rằng người dân Bắc Hàn không đủ ăn. Đó là lý do mà, theo các nhà quan sát Á Châu, khiến cho nhà độc tài Kim Jong-un bằng lòng nói chuyện với Tổng thống Donald Trump với hy vọng đòi được bỏ cấm vận để đổi lấy cam kết về vũ khí nguyên tử. Ông Kim cũng dự trù Đoàn Mỹ rút quân khỏi Nam Hàn. Trung quên nhân quyền. Bắc Hàn là một nước khép kín với thế giới bên ngoài, nhưng các vụ đàn áp giả mang những ai có hành động hay tư tưởng chống đối từ thời Kim Nhật Thành, tức là Kim Ai Sun ông nội của Kim Jong Un qua đến người bố là Kim Jong In đã bị lộ ra ngoài bởi những nạn nhân đào thoát khỏi Bắc Hàn. Họ nói chính phủ Bắc Hàn đã thiết lập nhà tu nhiều hơn là trường học nhưng từ sau những tuyên bố quan ngại về những vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn cuối năm 2017, ông Donald Trump và tòa bạch ốc đã có thái độ im lặng về các vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn, theo báo Washington Post ngày 26 tháng 2 năm 2019. Đó cũng là trường hợp của Việt Nam trong cuộc họp của ông Trump với tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 27 tháng 2 năm 2019. Theo báo của nhà nước Việt Nam, ông Trump đã tỏ ra ấn tượng về lòng hiếu khách của người dân và sự phát triển rất ấn tượng của Việt Nam. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế, cùng quan tâm trong đó có tình hình Biển Đông. Tổng thống Donald Trump cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần thứ hai, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này. Theo báo Quân đội Nhân dân ngày 27 tháng 2 năm 2019, các báo đài khác của Việt Nam cũng đưa tin tương tự. Như vậy, điều mà nhiều người Việt Nam tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong nước và hải ngoại, trong đời ông Trump sẽ đề cập vấn đề nhân quyền và đòi trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị đang bị giam cầm đã không xảy ra. Cũng bị gạt ra ngoài là lá thơ của ba dân biểu Alan Lowenthal của Dân Chủ, Chris Mick của Cộng Hòa và Joe Lofgren của Dân Chủ, yêu cầu ông Trump cần quan tâm đến những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam khi ông có mặt ở Hà Nội. Ngược lại, ông Trump đã cùng chứng kiến với ông Trọng trong buổi lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Theo tin của phía Việt Nam, thì hàng hãng hàng không Bamboo Airways thuộc tập đoàn FLC đã ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9. Dreamliner trị giá gần 3 tỷ Mỹ Kim với tập đoàn Boeing của Mỹ. Hãng hàng không Vietjet cũng ký hợp đồng mua 100 tàu bay Boeing 737 MAX với trị giá là 12 tỷ 700 triệu Mỹ Kim, đồng thời ký kết thỏa thuận về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng động cơ máy bay với tập đoàn GE trị giá 5 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Như vậy là phía Việt Nam đã chi ra tổng cộng 21 tỷ Mỹ Kim để mua hàng Mỹ trong chuyến đi Việt Nam của ông Trump. Báo chí Việt Nam còn viết, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đánh giá cao về Việt Nam tinh chọn và cân nhắc mua các thiết bị quân sự của Mỹ mà theo ông là các thiết bị quân sự tốt nhất thế giới hiện nay. Cho đến nay, Nga là nước bán nhiều vũ khí nhất cho Việt Nam trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 29 tới ngày 31 tháng 5 2017, Việt Nam đã bỏ ra gần 15 tỷ Mỹ Kim, chủ yếu từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ. Như vậy, khi Việt Nam khoe Hà Nội là thành phố hòa bình, thì họ lại quên lịch sử đã chứng minh nơi đây cũng là chỗ bắt đầu các quyết định xua quân xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1960. Còn về hoa giải, thì khi ban tuyên giáo hồ hởi tự khoe Việt Nam là nơi hòa giải thì lại không biết sau 44 năm kết thúc cuộc chiến huynh đệ tương tàn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ôm hận thất bại với nghị quyết 36 của ngày 26 tháng 3 2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Tinh Tốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.